tiết lộ phân cơ này kia nọ, có nhiều cách lắm nhưng mà cũng không có nói công khai cho mọi người biết, chỉ là chút xíu vậy á, là nói xa nó gần, nó né 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 gì đó, ai hiểu hiểu thôi à, chứ không có can dự vô đó là bị phạm tội đó. Không phải là điểm tưởng mơ mộng rồi á, mơ cung trời cung Phật, Phật cha Phật thầy Phật mẫu gì đó ở đâu 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 đâu, là có gì giật đầu mây mây gì gió không, thực tế là ở đây Như Lai là không có đến không có đi, mà không phải ở trên cao cũng có dưới thấp, mà ở tất cả mọi nơi. Tội sẽ lĩnh ngộ mau hơn và quay đầu nhanh hơn, chạm hết rồi, thậm chí thẳng là người ta nhìn nó, người ta thấy mấy cái ông mà giết người hay những cái người tội phạm hay là những cái người mà tận cùng của xã hội á, người ta khinh bỉ với xã hội này, khinh bỉ người ta cười cợt người ta chà đạp, nhưng mà thật sự nếu mà những người đó mà tiếp xúc được cái môi trường đạo hơn là họ sẽ nhanh đắc đạo hơn là cái người mà coi như là nâng niu từng tí cái gì cũng dám sợ phạm nhưng cuối cùng họ tạo nên một cái nỗi sợ hãi, cái sợ hãi đó nó khủng khiếp, nó làm cho họ bị dướng tùm lum hết trơn, họ sẽ không có giải thoát được. Nhưng mà cái người mà dám mà đã từng vô tình đã từng trong vô minh mà họ phạm những cái lỗi đó thôi, thậm chí như bây giờ nếu như mà những cái người mà giống như mà vì chán sự đời mà say xỉn nhậu nhẹt coi như là bét nghè, không có cần biết tới sự đời, mấy người đó mà tiếp xúc vô mà thật sự có người đủ duyên đủ đạo hạnh để mà tiếp xúc với họ thì đó họ anh biết họ nhậu, họ bỏ cả cuộc đời của họ, họ chán chường tất cả, họ không màng tới danh lợi, không coi sĩ diện ra gì, không cần xã hội tôn trọng họ, không cần ai biết tới họ, như muốn cười họ như cũng được, đâu sợ nhục đâu sợ gì nữa đâu, chứ phải đá con trái đi hết thương hết cái đời thì anh nghĩ họ còn màng cái gì nữa. Nhưng mà nếu như được tiếp xúc đó, được có người á là chinh phục trái tim của họ, cho họ cơ hội quay đầu thì không khác nào Đức Phật nhắn như Đức Phật mà đang giúp cho cái tên trước Angulimala quay đầu chuyển thể, thì tu một cái một là xong rồi, mà chỉ cần á hả lấy một hơi thở là lấy tự tin trở lại. Nhưng mà ai cái gì cho họ cái hơi thở đó tiếp đúng rồi. Thì cũng Đức Phật, tôi Đức Phật trai, tôi Đức Phật cũng nói Đức Phật trai. Nó nghĩa là khi Đức Phật tôi mà nhịn năng khổ hạnh như khổ hạnh là chư bằng đó hả, dứt mà đến nỗi mà coi như là làm cho bản thân mình đau khổ đến cùng tột luôn, coi như là chư bằng mỗi đó là khổ hạnh nữa mà coi là mỗi ngày chỉ ăn được có hột mè thôi. Mà cuối cùng là Đức Phật đang đang lúc đó là Đức Phật nghe cái dây đàn, thấy không, thầy đàn là nó chỉnh dây đàn, chỉnh dây đàn là nó căng quá thì đứt, còn dùng quá thì không có tạo được âm thanh, không tạo được âm thanh, còn vừa thì nghe hay, thì Đức Phật chết nổi nghe Đức Phật đã khi khai đàn, lúc đó Đức Phật mới là uống sữa, Đức Phật mới nghe nói. Anh nhớ bị sai rồi. Đức Phật biết ngồi nhà cái cô gái chăn bò, cô gái chăn bò nói tu cái gì mà nó thảm nó gọn như thế này, không không giữ được cái thân thì lấy gì mà tu đó. Không, Đức Phật chính gọi là từ cái đường chỉnh gia đời xong đó rồi Đức Phật mới nhờ đến cái ông mới là ông là nói với Vua A Xà Thế, ông điều qua Vua A Xà Thế là có cái trên nhạc. Cho nên khi mà vua Xà Thế mà coi như bị rơi vào cái hoàn cảnh mà như là dốt cha giết cha dốt mẹ này kia đó, là mình bị rơi vô cái cảm giác mà tội lỗi rồi mọi người đó là nhìn ông với một cái ánh mắt khủng khiếp đó, thì ông bị tột cùng của sự vinh quang mà kia, ông bắt đầu khởi dậy cái tiếng nói lương tâm đó, thì ông mới thấy được cái thần thái của cái người mà đi khắc phục đó, tại sao cái ung dung như vậy, còn bản thân mình đang đứng ở trên cái đỉnh vinh quang này, tại sao mình cái cảm xúc của mình nó thê thảm như vậy, thì ông mới lột cái nón của ông ra, cái mão vua của ông ra để mà gửi về cho Đức Phật. Đức Phật mới tới để nói, hỏi là người ta có biết chơi đàn hay không, người ta biết. Dạ, Đức Phật mới nhờ cái vị đàn để mà như là tại vì cái chuyên môn những cái cũng đánh vô đúng cái chỗ mà yêu thích của người ta,
những cái gì mà nó gần gũi người ta để thức tỉnh người ta, cho nó dễ, nó mượn cái ví dụ, cái phương tiện đó để làm cái ví dụ, thì canh quá cũng không được, mà trùng quá cũng không được. Cho nên cái đạo mà Đức Phật Thích Ca nói là trung đạo. Thì tu cũng vậy, cũng hay nói với mọi người đừng có căng thẳng khi tu, đừng có hành động quá, coi như là đó, tập trung cao độ một cái vấn đề tu đó, nó đưa đến cái ức chế tiêu cực, rồi cuối cùng là nó đè nén nó sẽ sinh ra vọng động, cái vọng tưởng đó nó nguy hiểm. Còn Út thì đôi khi người ta cười Út mà nó nói Út không có tu, nhưng mà tu xong thì tự Út biết là vì Út kết hợp vừa tu vừa giải trí trong đó để cho nó nhẹ nhàng cái tinh thần của mình, cái thân xác của mình cũng không có đài đọa nữa, chuyển nó từ từ dạy cho cái thân á, cái xác này từ không biết ăn chay không, dạy cho nó từ từ, nó chuyển từ từ, giống như mình chạy xe á, mình đá nhanh mình cũng chuyển bằng từ từ, trên bằng vừa đá nhanh cái tạt qua đường xe nó hốt anh rồi mình ra, anh phải chuyển từ từ, anh phải nhìn đường trước, phải không? Thì anh chuyển nhẹ nhẹ như vậy mình đã có thấy mình cũng né qua cho mình. Rồi mình dạy cái xác của mình Phật thích nghi với thực phẩm chay, vì lâu dài cứ nhỏ nhẹ như vậy cũng giống như dạy cho cái đứa bé nó tập ăn xong cái phần xác rồi thì cái tâm cũng dạy cho nó từ từ để mà nó buông, nó bắt được cái này thì nó buông cái kia ra từ từ giống như vậy đó. Nó sẽ chuyển, chứ không phải nói ừ tôi là ngày hôm nay nhất định là vậy, không có đâu, nó rơi giữa chế lại, tại vì nó có cái sự phản tích cho lại mình, nó phản công mình trở lại đó, là những cái chủng tử nghiệp mình ăn ở trong á, mà mình không cho nó cái sự im dịu, mình quá căng thẳng với nó thì nó có sẽ có phản công gì, nó vọng động lên, nó là mình tinh thần của mình nó là như là đã quen như vậy, bây giờ chuyển nhanh quá nó không chịu được, cho nên là thường hay rơi vô tâm ma, bị tiêu cực, vọng tưởng, quan tưởng, thậm chí là bị mê luôn, gọi là có nhiều người là như là ảo giác quá nhiều đó. Út thì Út không có dám tu nhanh tu giỏi như người ta, cũng nói là lúc nào cũng nói mình tu dở mà mình cho mình thấp đi để mình đi từ từ chậm chậm, đừng sợ người đời người ta chê khen, đừng sợ người đời mà người ta nói gì nghĩ gì tại gì. Nếu vậy thì cũng hỏi tốt, như trường hợp gì mình ăn chay thì có nghĩa là trăm anh em thì biết cái chuyện đó cũng bình thường rồi. Yeah. Như lỡ như Út đến một nhà nào đó người như người ta không có đồ chay cho mình, thì Út có thể là Út dùng đồ đó hay là Út nói là để mà đã ăn rồi thì theo người ta không Út thì không có cái vấn đề đó, không có khăn nước, Út nói là Út tôi với thằng thì thuận Út mà. Có nghĩa là người ta dọn, ví dụ như người ta dọn là cái mâm đó là lỡ là thịt hết thì yeah. Khi mà Út có ăn không? Mà hồi lúc trước á thì Út không ăn, nhưng mà sau này Út hiểu được rồi á thì Út không có làm phiền người ta, không có gì mình nhìn cái con đường, cái phần giải thoát của mình mà để phiền người khác, thì ai cho cái gì ăn nấy à. Còn không á thì mình muốn ăn gì thì mình ở nhà mình ăn đó, thì vậy đó, đơn giản lắm. Rồi nhưng mà ăn không quên nguyện với cái con đó, mình niệm Phật rồi mình cũng cầu nguyện, rồi không phải là cái con mình bên đó không, có thể những cái gì mà nó liên quan bên cổ đông á mình cũng ngoài cơm luôn, rồi có khi tự nhiên ứng như một bữa rồi không ngờ mình ăn thịt mình nó ngon dữ vậy, còn nó hợp thể cho giống như dạ hợp thể. Nó hẹn khi con người ăn thịt mình là như vậy, cái ăn theo thì nó ăn cũng thấy ngon, nó nói vậy luôn, nó tự nhiên ở trong người Út lần nó phát lên cái tiếng nói như vậy luôn. Vậy đó. Còn mình thì không có tu gì hết nha, nói là nhưng mà là đợt đó mình sẽ lại vô cái kia có một vị thầy, mà vị thầy đã tu nó đã mạnh. Thì bữa đó là có mời trong cái đoàn anh em để dự buổi cúng dường á, nhưng mà mình nghe
mà mọi người đều, nếu mà mọi người hỏi tại sao mình bữa đó có đi dùng không thì mình trả lời không. Hỏi tại sao vậy là cái nghĩa là trong cái đoàn đó là ai cũng đi hết trơn nha, mà chỉ có một mình anh mình không đi. Cuối cùng ta hỏi mình trả lời thì người đó cũng không đi. Tại vì biết trong bữa đó là người ta mời mình là để người ta cho biết là bữa đó người ta đánh mặt. Còn mà mình biết nữa thì đi đó dùng thì có phải là mình cộng hưởng. Theo ý ý mình đã nghĩ như vậy nha. Mình có phải là đúng hay không thì mình không thích được. Thì cho nên mình không đi. Lý do họ đã hỏi tại sao vậy? Nếu mà mình đi thì các con vật đó đều chết, mình do cộng hưởng đến người ta tải cho mình. Thà là mình không biết thì đến tư dụng. Dạ đúng rồi. Cho nên là bữa đó là mình từ chối thẳng, mà trong đó là trong đó tập mình cũng ái ngại tới bây giờ luôn, là cả đoàn cũng không ai đi luôn. Mình nói gì cho nên không đi, mình thấy thà là mình không nói. Mình nói đến tới giờ nó bị không để chia sẻ được. Thì đó Úc á, thì cũng như mọi người sống ở xung quanh á cũng hỏi cái gì đó thì Úc nói á, nếu như mà mời cái món ăn nó đã bị chết sẵn rồi á, mình không biết á, thì vô tình mình đến thì mình ăn thôi, chứ còn để mà hỏi ăn mặn được không, nói dạ thỉnh thoảng cũng được, vậy thôi lát cho mình dạ hay không, nhất định là không, nó còn đang sống trơ trơ. Thì cho nên là cái bữa đó là mình, nếu mình vô tình thì mình đi nữa thì mọi người đều đi, thì nó nghĩa là thấy nó nhiều cái nó không, tâm mình nó không có thoải mái, nhưng mà mình không đi lại tâm cũng không thoải mái, tại vì cái đòn nó không đi cũng lo gì mình biết rồi. Nên mình còn, thấy nó... còn có cái sự một cái sự mà Úc thì hiện giờ nữa thì Úc nói thì có thể là nó hơi dính dáng với bên quan thưởng, họ sẽ nói là Úc quan thưởng. Nhưng có lần đó Úc bị hành cũng dữ tợn lắm, con người nó chung lúc đó là cái lực cũng ghê gớm đó. Thì đang tối thì ngồi thiền chung ở trên mộ, trên núi đó, có mũi nhiều lắm, thì chung trong mộ có ngồi thiền, nhưng mà lúc chung vô thì mấy bà mũi nó chung theo nặng không biết, cái đang ngồi thiền cái nó buông nó cắn, mới đầu mình phủi phủi cái nó đeo nó cắn hoài, cái mình phủi nữa nó cũng cắn hoài, mình ngồi thiền cũng được, nó quay qua thấy nó đậu trên tường á, nói bây giờ tự nhiên người mình phát lên cái gì đó, lấy tay giết nó một cái, tự nhiên cái ngón tay của nó lạnh, mắt lạnh luôn. Anh có biết lý do gì sao không? Máu. Con mũi nó muốn chết. Có những cái con mà nó không biết nó cảm ứng một cách gì thì nó đi theo mình nha, nó biết cái gì không mình không biết là nó biết cái gì, nhưng mà tự nhiên cái vô tình á hay là một cái gì đó nó khiến cho mình phải nó muốn chết ngay chỗ mình á, mà tự nhiên á thay vì mình giết một cái thì cái ngón tay nó lạnh mình như là cái như mình giải phóng được cho cuộc đời khổ sở của nó vậy. Nhưng mà cái lòng có nhiều người á, người ta sợ, người ta nói là đừng có sát sanh, nhưng mà biết là cái con vật nó đọa vô đó nó khổ như thế nào, nó chịu đói chịu khổ như thế nào, cái con đó là cái con muỗi phải quan sát cho kỹ, các loài nói chung là nó cũng tham sống sợ chết, nhưng mà nó là cái loài gì thì con người nói là từ bi bao dung đến độ mà con muỗi không dám giết, thì cái đó nó hơi bị kỳ rồi, nó vô tới trong vùng của mình luôn. Tùy trường hợp, tùy cái hoàn cảnh gì, tùy cái loài nữa. Đôi khi con người mình phải có cái sự bảo vệ cho chính cái bản thân của mình. Rồi á, trong cái hoàn cảnh điều kiện thì bây giờ cái hạnh ăn chay ăn mặn hay là có sát sanh, cố ý sát sanh và giết rồi giết cái loài gì. Nếu như là tà ma yêu mị mà có hại thì phải xử nó. Chứ không để mà nói là từ bi thì bất chấp hết. Nếu mà để mấy cái con mũi đó mà hồi lúc trước có học đó, có nhiều người nói là không có giếng này kia nên nó cắn gì đó, coi như là mình trả nghiệp coi như ấy, dù mình đó không phải là đúng đâu, cũng phải tùy cái loại. Giống như nếu như
mà nó được cống hiến cho cái người tu á, nó còn có cơ hội. Cái duyên ví dụ đưa đến bây giờ người ta đã làm sẵn rồi thì giống như nó cho nó cơ hội nó cống hiến cái thân xác của nó cho đúng người. Mà nếu cái người có cái tâm tánh tốt và cái tâm nhân lực tu này thì cho nó hợp thể cái linh hồn nó, cái thân xác của nó ăn, nó được mình ăn vô trong người đó, là cái tế bào đó nó hợp thể trong cơ thể của mình thì cái linh hồn nó sẽ trốn đi theo nó giữ đó, thì cho nó giống như được cúng những thân xác thì nó được theo tu nó đó. Đó thì trước khi mình vào kinh mình cũng mời các vị đi về chưa, cùng với mình chưa chắc là xấu thì chắc là tốt, cho nên là đừng nhìn thấy bề nổi mà tưởng. Nói chung là mình nói vô hình mà mình tu thì mình cứ mời những thời, nếu mình được cái gì thì biết đâu các vị đó tu nó thành đạo tốt hơn đi trước của mình, không biết là mình tu dở trên cái con đường tu hành này nè, chuyển hóa của từ cái hư không mà trở về không hư đảo lại đi qua là mình đọc cái chữ này là hư không, đúng không, đọc ngược trở lại là không hư là trở về tới cái gốc này không hư. Thì bây giờ cái phương tiện ở đây chỉ để là để duyên cho con người, thì những cái nghiệp lực và những cái phước báo, cái ân, cái quán để răn đe con người, để răn đe cái tâm tánh thì cũng tốt. Và cái đúng cái sai nó là hai cái góc độ, hai cái cực để mà hả, cho con người nhìn nhận ra rồi tâm chuyển thể tốt rồi thì bỏ tất cả mọi chuyện xuống để mà nhẹ nhàng mà cho nó chuyển thể cái quá trình này nó diễn ra đi. Tại vì em thấy bây giờ xã hội đa số là cứ chấp vô mấy cái vấn đề đó mà người ta không đi được tới luôn, người ta không bước được tới cái con đường mà gọi là giác ngộ mà đắc đạo hay là giải thoát. Mà tại vì sao họ cứ lẩn quẩn là những chứ lo chạy đi làm phước, chạy đâu này đâu kia đi, mất hết thời gian rồi phải chạy đi kiếm mần để kiếm tiền để làm những cái việc như vậy, chấp vô nhiều thứ, chấp vô phương tiện mà không chịu bỏ chiếc bè đó xuống vậy trơn, ôm hoài chiếc bè luôn không có được. Cái phương tiện ở thế gian này là chiếc bè, có người thì sợ không dám lên bè luôn, chứ đừng có nói mà đi tới đoạn đường đó hay là hả, bỏ chiếc bè lại bè cũng không dám lên luôn, tại vì sợ quá, sợ lên trên đó là đúng đụng gì mình cảm thấy chắc hơn như chị. Rồi bây giờ đó cho mọi người nghỉ đi, sáng bắt đầu hả Út, đúng như là lần này lần đầu Út tham dự cái buổi lễ mà gọi là cúng mẫu 3 năm nay rồi. Nói chung là trong thời gian này nó là có hiện tượng mẫu là tại vì lúc tăng xây dựng đó vô chính cái đợt này tháng năm âm dương, cái thời gian đó là thời gian mà âm dương nó hạ trùng với nhau, âm nó còn cao hơn dương luôn á. Thành ra là lúc đó tự nhiên sao mà Út cứ muốn nghe tin mẫu mà nghe tới đâu là nước mắt vàng vụ tới đó. Rồi mới phát hiện ra rồi ngoài cái người mẹ ở đời này còn có cái người mẹ cao thượng khác nữa, rồi cậu mới nhìn ra mới biết địa mẫu rồi ông địa rồi cũng nhẹ, rồi mới sưu tầm tới mấy vấn đề đó, rồi mới quan sát lại. Thì bao nhiêu năm nay thì biết là tiếng khóc của mẫu đó, là gào thét để mà coi như là hy sinh, coi như là hả, bảo vệ. Mà cuối cùng đó là nói là an tự thờ cũng không có, thật sự đó giờ không đâu bao giờ có đâu. Bây giờ là thấy người ta có thờ thì mình cũng không dừng được cho có một cái gì đó thức tỉnh, một cái gì đó cho nó trọn vẹn một tí. Nói chung là giờ thì hiểu rồi, nhưng mà ở trong này thì ngày ngày đêm đêm cũng quên, nhưng mà cũng muốn nói là cái hữu hình nữa chứ không phải tính về cái vô hình thôi. Mà cái nào cũng vừa phải thì đừng làm quá, đừng làm lố được rồi. Những cái có và cái không, đừng buông cái nào thì cũng đừng nắm vào cái nào, nhưng mà hả, biết nhận để biết thôi. Rồi cái chai với cái mạnh cũng đừng chấp trong đó, mà để là dùng tất cả những phương tiện mà đưa đến cái biết và giúp cho những người còn không được đó hiểu ra được đúng sai ở đời,
là cái trường học dạy cho con người nhận ra đúng sai là trách nhiệm của mình, còn cái đúng cái sai là chuyện của người ta. Vậy quay trở về quán xét cái tâm của mình để mình lấy cái đúng cái sai của mình thì sửa ở trong này, chứ đừng chạy ra ngoài sửa ở ngoài người ta quánh chết. Đâu có sao qua đâu. Nghĩa mình nói với nghĩa nói chung là chọn người biết thì mình không dám nói. Cái đấy thì người ta cùng với mình để chia sẻ để mình đi tốt hơn. Còn ví dụ như ở đây mình ra nói một kia, trời ơi, mấy đứa mình khủng hết. Tại vì á, cái người nào mà người ta cần á, thì người ta sẽ tự chủ động người ta tìm đến mình, ta nhờ cái sự trợ lực của mình. Chứ khi không người ta không cần mình chạy tới mình miễn cưỡng là nó không có hạnh phúc đâu, mà đau khổ luôn á. Còn mà ví dụ người ta có phá hoại bên vô mình á, có phá hoại thì người ta bảo vệ cũng được, nhưng mà bên ngũ hình thì đang năn nỉ sư huynh là cứu con. Ê, đúng không? Tiêu lên cánh rồi, ngàn lên cánh rồi đó. Không biết là mũi chơi. Khi như tác động cho họ đi cùng cái lối với họ, nhưng mà chiều họ từ từ trở về để cho họ tỉnh thức dậy, phải là cái từ đức, cái tâm từ tạo lên đó, cái công đức, mà phải là cái công chứ không phải là cái phước không nha. Cái phước đó là hữu lậu đó, là cái đó để trợ cho cái tâm của mình, rồi cái nguồn động lực tự mình tu tu sửa vậy được chứng đắc xong rồi á, là chứng minh cho mọi người thấy, rồi người ta học theo cái hành của cái hành đó, được cái hành như vậy đó, dẫn trở về hành động chứ không phải là diễn tưởng mơ mộng rồi á, mơ cung trời cung Phật, Phật cha Phật thầy Phật mẫu gì đó ở đâu 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 là có gì giật đầu mi mây gì gió không. Thực tế là ở đây Như Lai là không có đến không có đi, mà không phải ở trên cao cũng như có dưới thấp, mà ở tất cả mọi nơi. Trái có nghĩa là sống ở trong cái xã hội sân giận này nè, một đời lửa ngút trời mà mình cũng bị trái, có nghĩa là mình cũng có sân. Còn chẳng còn, mà nó giảm từ từ hạ xuống một từ từ. Chuyện nhiều, nói chung là nó mệt mỏi quá. Úc không muốn canh giận á thì Úc hạn chế là tiếp xúc mọi người nhiều. Thứ hai nữa, nhưng mà tội nghiệp, nghĩ là tội nghiệp người ta đang rối, người ta khổ sở, ta điện tới một cách mà... Bước chân xin tạm dừng clip tại đây. Mong cô chú anh chị đón xem video kế tiếp nha. Và cô chú anh chị là người mới, hãy nhấn nút đăng ký để đón xem video mới nhất và hay nhất và ý nghĩa ở tại kênh của em nha. Em thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ.